Xin chào quý anh chị đã đến với chương trình cùng nhau chia sẻ của Fast Forward Marketing vào tối thứ ba hàng tuần trên kênh livestream vào lúc 9 giờ tối Central Time. Đến với chương trình cùng nhau chia sẻ, các anh chị sẽ được cái cơ hội lắng nghe những cái kinh doanh, những cái kinh nghiệm thành đạt từ những người họ làm những cái business trên nước Mỹ. Họ chia sẻ cho anh chị biết là họ làm kinh doanh như thế nào, họ trải qua những kinh nghiệm sóng gió ra sao. Và hơn nữa, các anh chị cũng là những người sẽ chia những cái kinh nghiệm đó, những cái mà anh chị đã gặp, anh chị đã vượt qua, và anh chị sẽ làm cho chương trình phong phú thêm. Thì ở đây, ở chương trình này sẽ chia kinh nghiệm để phát triển kinh doanh. Thì như vậy, xin mời các anh chị đón xem vào thứ ba hàng tuần trên kênh livestream của Fastboy vào lúc 9 giờ tối Central Time. Xin cảm ơn.